Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em về chiếc đầu đĩa DVD đến từ hãng Toshiba. Đây là dòng nội địa Nhật nha. Bộ đen của nó là SD270G và máy về thì trong tình trạng đẹp long lanh góc cạnh luôn. Nó sẽ kèm theo khiển zin hai máy luôn nha. Điện áp 100V, dòng nội địa Nhật. Và hiện tại là em đang để một cái đĩa CD ở bên trong nha. Em sẽ thử cái khả năng đọc đĩa của nó. Mắt đọc còn rất là tốt nha. Qua bài. Rồi đó là cái khả năng để đọc đĩa nha. Bắt đọc cực nhanh luôn nha em. Rồi em sẽ thử một cái đĩa khác nha. Cơ ra vào rất là nhẹ nhàng, máy đẹp long lanh như mới luôn. Để khi nãy chạy rất là nhiều nha anh em. Rồi nó đang đọc nội dung trong đĩa CD. Trong này thì nó sẽ có out cổng quang nha. Em đang kết nối với cổng quang đây, optical luôn. Cái size của nó là dòng size lớn nha em. Size là 43. Rồi em sẽ play. Rồi đó là cái khả năng đọc đĩa nha, mắt đọc rất là nhạy nha. Đây là cái mặt hông của máy đây, mặt phía sau Toshiba dòng nội địa Nhật, điện áp 100V, đẹp long lanh như mới luôn. Ao cổng quang, ao cổng analog đầy đủ luôn nha, mắt đọc còn rất là tốt. Đập long lanh không chạy nha. Rồi với chiếc đầu đĩa DVD player của hãng Toshiba dòng nội địa Nhật kèm theo khiển zin mắt đọc tốt thì em sẽ bán với giá là 350.000 đồng. Dòng này thì nó sẽ tích hợp cái bộ giả mã DAC là 192kHz 24bit nha. Giá cho bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.